18 câu chuyện độ khắp huyên răng, như hiếu cảm động Quan Thế Âm Bồ Tát, hóa giải oan gia trái chủ, vân vân. Trích sách Tân Biên Quân Âm Linh Cảm Lục. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Chất Nhàn. Câu chuyện số 1. Chiều nhà Lương, Phật tử Lưu Tề là một người rất có chí hướng. Tuy sống trong gia đình nghèo thiếu, nhưng ông là người con chí hiếu, học hành siêng năng, không chịu lùi bước. Ông cùng với em trai ngày đêm chịu khó đèn sách, dùi mài kinh sử, rộng thông tất cả các sách. Vào niên hiệu Thiên Giám nhà Lương, ông ra làm quan trông coi hai ấp lớn. Vốn là người có tâm tánh nhân từ, thương dân như con, nên ông nổi tiếng là vị quan nhân đức vào thời ấy. Lúc ông 50 tuổi thì mẹ ông là Minh Thị bị một cơn bệnh nặng. Ngày ông lo việc quan, tối đến lại lo cơm cháo thuốc thang cho mẹ, đến nỗi không lúc nào rảnh để vá lại chiếc áo mình mặc. Trải qua thời gian 7 tuần lễ, ông phát nguyện tụng kinh Phổ Môn Vạn Biến, cầu nguyện cho mẹ qua hết bệnh trạng và được tăng thêm tuổi thọ. Một đêm nọ, ông nằm mộng thấy một vị tăng đến bảo rằng mẫu thân của ngài đã tận số, những do tâm chí thành khẩn thiết của ngài nên sẽ sống thêm được 60 ngày nữa mới tạ thế. Đúng như lời tăng nhân mách bảo, mẫu thân ông sống lại thêm 2 tháng thì tạ thế. Ông bèn tự quan xây một cái chòi tranh bên mộ của mẹ, ngày đêm chuyển tâm niệm Phật, nguyện cầu cho mẹ được siêu sanh lạc quốc. Ngày ngày đều có một cặp bạch hạc quấn quít bên chòi tranh của ông. Trích Trích Lương Thư. Câu chuyện số 2. Chiều nhà Minh, Bành Hiếu từ Hữu Nguyên, từ Tín Vũ là người ở Ích Dương, tỉnh Hậu Quảng. Ông phát tâm tính kính Tam Bảo từ lúc thơ ấu, hàng ngày thường chi tụng kinh Phổ Môn và chú Đại Bi để cầu nguyện cho song thân được tăng tuổi thọ. Một ngày nọ, phụ thân ông bị chồng bệnh, Hữu Nguyên bèn cắt thịt cánh tay để làm thuốc điều trị cho phụ thân lành bệnh. Nhờ đó phụ thân ông sống thêm được 10 năm nữa. Sau khi cha chết, ông thờ mẹ chi hiếu. Sống trong cảnh gia đình túng thiếu, nhưng ông luôn cố gắng làm thuê làm mướn, kiếm tiền để mua món ngon vật lạ dẫn lên cho mẹ hàng ngày. Đến niên hiệu Sùng Chinh, mùa thu năm Bính Tý, mẫu thân ông lâm trọng bệnh, bệnh liệt giường không ngồi dậy nổi, lại bị lở loét ung nhọt ăn lũng bàn tay, đau nhức rên la thảm thiết. Hữu Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này nên trong lòng buồn rầu khôn xiết. Một đêm ông nằm mộng thấy Quán Âm Đại Sĩ mách bảo thọ số của mẫu thân người sắp hết, chứng bệnh đang phải thọ khổ đó không có phương thức nào trị lành, ngoài trừ phải ăn gan người thì bệnh mới mong qua khỏi. Sáng hôm sau, ông đến thăm mẹ thì bà bảo muốn ăn món gan dê. Hữu Nguyên bèn thưa: "Thưa mẹ, đây là sự việc Bồ Tát có dạy con trong giấc mộng đêm qua. Xin mẹ cứ yên tâm, để con đi tìm món ăn này dẫn lên cho mẹ." Ông nói xong thì từ giá mẹ ra khỏi phòng, rồi đi đến trước bảo tọa Quán Âm, chí thành lễ bái rồi bạch rằng: "Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát,
Bồ Tát đã thùy từ chỉ dạy cho con, cầu xin Bồ Tát chứng minh gia hộ cho con. Con nguyện từ mổ gan mình để cứu cho mẹ con khỏi bệnh. Đêm ấy, ông nằm mộng thấy Quan Âm Bồ Tát cùng với các thánh hiền ngự trước mặt mình, lại thấy có vô số chúng cầm chàng phan bảo cái theo hầu. Ông giật mình tỉnh giấc thì toàn thân toát mồ hôi như nước, bèn đi tắm rửa sạch sẽ rồi vào trước Phật đài đánh lễ. Sau đó trở về nơi nghỉ, rồi dùng dao tự rạch bụng chỗ có lá gan. Vì quá đau đớn nên ông ngất đi một hồi lâu. Khi tỉnh lại, ông gọi vợ bảo: "Bà hãy đem lá gan này chừng cho thật kỹ rồi dâng cho mẫu thân." Người vợ vâng lời, đem dâng món gan cho mẹ chồng mình ăn. Bà mẹ không biết tưởng là gan dê nên vui vẻ dùng món ăn, thì quả nhiên lành bệnh. Sự việc này sau đó được đồn khắp nơi, nên xa gần người người đều cảm động rơi lệ tán thán. Nhiều người đến thăm ông, nhìn thấy vết thương quá lớn đều nghẹn ngào. Họ đến trước bảo tọa của đại sĩ cầu đảo cho ông. Tuy bị trọng thương nhưng tinh thần của Hổ Nguyên vẫn an ổn như thường. Đêm ấy, ông lại mộng thấy đại sĩ hiện thân và báo rằng lá gan và vết thương của hiếu tử con bổ mau lành không khó. Nhưng vì đây là thời mặc pháp, thế gian kẻ nhân hiếu hiếm có, nên ta muốn để vết thương này sẽ tự lành trong 100 ngày, để cho tất cả thế nhân đến xem mà phát khởi tâm hiếu đạo phần nào. Qua thời gian 100 ngày, vết thương con sẽ tự bình phục lại bình thường như trước đây. Sự tích trên đây do tiến sĩ Vương Văn Nam tự ghi lại rồi mướn người chép ra và in ấn thành bản rất nhiều phát cho dân chúng để mong mọi người học theo hành hiếu đạo của Hổ Nguyên. Trích Quán Âm Trì Nghiệm Ký. Câu chuyện số 3. Chiều nhà Minh, Công Tứ Tước Tự Kinh Lược là người ở Thái Khương, tỉnh Giang Tô. Dù sống trong địa vị hiển vinh, nhưng là người không háo sắc, hiền hòa, thích thực hành thiện sự. Tất cả phòng vụ khắp nơi đều quyên góp tiền. Lúc tuổi về già, ông mướn họa sĩ dùng nước kim ngân họa thánh tượng Quán Âm đại sĩ, rồi tự tay viết bài để cho mọi người lễ bái xứng tụng. Số lượng bài viết ấy không ghi lại là bao nhiêu. Con trai của Công Tứ Tước là Khâm Tiên Sinh, tên Hoạnh, thi đậu bản nhạc. Cháu nội là Thời Mạnh, hiệu là Yên Khắc, là một Phật tử rất sùng kính Phật giáo. Yên Khắc là một đại quan chống triều, mỗi khi gặp nhầm năm mất mùa, dân chúng đối khắc, Yên Khắc thường mở cho trận tế, lại tự mình xuất tiền mua gạo nấu cháo, giúp đỡ cho những người đói ăn. Bên cạnh đó, Yên Khắc còn thỉnh Văn Cốc đại sư đến tư dinh tuyên dương Phật pháp cho dân chúng để làm món ăn tinh thần. Lục tiến sĩ Doãn Thăng một hôm nằm mộng thấy mình đi đến một ngôi đại già lam. Lúc ấy có 6 người đánh đậu đánh bán, trong đó có đậu nành lẫn với đậu tầm. Vị lão tăng đứng bên cạnh nói: "6 cánh đậu này đều là quả lành của Yên Khắc chữa nhóm tu tập đại thiền thì ghi bằng một hạt đậu tầm, tiểu thiện thì ghi bằng hạt đậu nành, tất cả chứ được thành 6 gánh." Yên Khắc sanh được 9 đứa con trai, đứa thứ 4 tên Quỷ, còn đứa thứ 8 tên Viên, con cháu đều đậu tiến sĩ.
gia tộc ông đều là những người hiền hậu, nhân đức, nên đời đời được hiển vinh. Tuy sống trong gia đình vọng tộc cao sang, giàu có sung sướng, nhưng họ vẫn nổi theo gương cha ông, sùng tín tam bảo, tu tập thiện sự, ăn chay niệm Phật. Trích Hiếu Quả Tùy Lục. Câu chuyện số 4. Chiều nhà Minh, vào niên hiệu Vạn Lịch, có người tên là Tiêu Giáp, làm thông mai ở huyện Tiêu Văn. Do có công song bộ Sự Thích Hồ Quảng mà được thăng làm lương sự. Tiêu Giáp lúc rảnh rỗi thường du ngoạn chốn núi sông, hướng ngoạn nơi biển cả. Một hôm có một vị hòa thượng ở Nam Hải từ đất Thục đến xin quá giang thuyền để về Phủ Đà, nhưng chủ thuyền không ưng thuận. Hòa thượng thấy Tiêu Giáp là hàng phạm quan và là người tử tế, nên đem sự tình thổ lộ với Giáp rằng: không giống gì ngài, bận tăng từ lâu để quyên góp được 600 lạng vàng, định đem về Phủ Đà kiến lập bảo điện thờ Đức Quán Âm Bồ Tát. Mong ngài thương lượng giúp với chủ thuyền cho tôi được quá giang, thì công đức ấy thật vô lượng vô biên, vì chắc ngài cũng dư rõ. Bần tăng một mình mà lại nhiều tài bảo, ở lại đây chắc là bất tiện. Giáp ưng thuận thương lượng với chủ thuyền cho hòa thượng cùng đi. Nhưng đi được vài ngày, trong lòng Giáp bỗng khởi ác niệm. Thừa lúc đêm tối sóng to gió lớn, Tiêu Giáp liền hòa thượng xuống biển. Đoạn đến vợ chấp ra thì quả nhiên có số vàng mấy trăm lượng. Tiêu Giáp bèn lấy hết bỏ vào túi riêng. Khi trời vừa hừng sáng thì bỗng Giáp thấy hòa thượng ấy từ dưới biển ngôi lên, đứng trước mặt đòi mạng. Từ đấy ngày đêm hòa thượng luôn hiện hình quấy rối. Tiêu Giáp suốt ngày đêm trọng tâm lo sợ, không một phút tạm yên, nên sanh trọng bệnh. Tiêu Giáp đi khắp nơi cầu đạo khấn vái nhưng vô hiệu quả, vì hình bóng hòa thượng không lúc nào xa rời. Bệnh gần một năm thì tài vật của hòa thượng cũng như tài vật của Giáp đều hết. Một ngày nọ, vị hòa thượng quá cố nói trên bỗng nhiên xuất hiện. Ngài cầm chiếc gậy đến viếng thân Giáp và bảo Giáp rằng: thưa ngài, tôi đây chính là người thật, chẳng phải quỷ ma đâu. Năm vừa rồi, lúc tôi bị ném xuống biển, đang lênh đênh trên sóng gió, thì trong tâm tự nghĩ thế nào cũng sẽ chết. Giờ phút ấy tôi vẫn nhớ Phật, niệm Phật, nên cầu xin về Tây Phương Cực Lạc. Bỗng nhiên Đức Đại Bi Quán Thế Âm từ trong không trung giáng hạ, tay cầm một ngọn đèn rồi đưa tôi vào một bãi lâu. Sau đó thì gặp được một người chạy lưới cứu thoát. 600 lạng vàng ấy dù bị ngài cướp đoạt, nhưng sau khi thoát nạn thì tôi liền đi quyên góp lại, và số ấy đến nay đã gần đủ. Hiện nay tôi đang về Phủ Đà để thụ đáp bổn nguyện năm xưa. Khi tôi đi ngang qua xứ Dân Âm thì nghe dân chúng xôn xao truyền rằng ngài mắc phải chứng bệnh lạ nên đến đây thăm viếng. Tôi khuyên ngài hãy bỏ hẳn cái sai lầm ấy đi. Hiện giờ bận tăng cũng có phần đói bụng, nên xin ngài cho một bữa cơm chay rồi sẽ từ biệt lên đường. Sau khi hòa thượng thọ chay xong thì từ giả Giáp cất bước lên đường. Giáp trong ý vẫn còn ngờ vật, nên cho người theo chứng hòa thượng dò xét.
quả nhiên thấy ngài cầm gậy bước lên thuyền đang đậu sẵn nơi bờ biển. Từ ấy, hình bóng ma quỷ hoàn toàn không hiện nữa, nhưng bình trạng của Giáp vẫn không thuyên giảm chút nào. Trải qua vài tháng thì thần thức rời khỏi thân xác, theo nghiệp vào chốn u minh để thọ cực hình thảm khốc do chính mình đã tạo. Giáp chỉ có một con trai, cũng là một người học vấn văn chương có tiếng. Nếu gặp vận tốt thì có lẽ đã làm đến đại quan hơn cha mình nhiều. Nhưng đến kỳ ứng thí, vì cha chết nên không thể bỏ đi. Không biết thiếu niên ấy vì buồn rầu hay vì nhìn thấy cha chết nằm đó chưa chôn, mà thẫn thờ đi ra bờ sông rồi nhảy xuống sông chầm mình tự vẫn. Nói đến vị hòa thượng, sau khi về đến Nam Hải, nghe được tin cha con của Giáp đều từ trần một cách thảm thiết, với tự tâm của một người đã xuất gia, nghĩ đến ác nghiệp của chúng sanh, lòng hòa thượng đau như cắt. Ngài quá thương tâm nên không thể ngăn được giọt lệ. Từ ấy, mỗi thời khóa tu niệm hàng ngày, lễ sám, niệm Phật, ngài đều nhất tâm cầu nguyện cho cha con họ Tiêu được mau thoát khỏi khổ luân hồi mà vãng sanh Cực Lạc quốc. Trích Ứng Thiên Tăng Chú. Câu chuyện số 5. Triều nhà Minh, niên hiệu Chánh Đức, có quan chi huyện Giang Âm họ Vương. Một ngày nọ, ông bảo người đến gọi người giúp việc cho mình là vị thông lại đến phủ để dạy việc. Nhưng vị thông lại vào ngày ấy lại lo bận việc cúng lễ phía Đức Quán Âm, nên ông nhận người thứ lại sự việc với quan huyện. Chùa Quán Âm ở vùng phụ cận có thánh tự Quán Âm bằng gỗ trầm hương, trước giờ rất linh hiển. Quan huyện được người về thứ lại việc thông lại, vì lo chuyện nhà chùa mà trái lệnh của mình nên nổi trận lôi đình, lập tức truyền lệnh cho 4 người lính tại nha môn cùng đi đến chùa Quán Âm. Lúc ấy Phật tử đang hội họp cùng với chư tăng trong chùa làm lễ. Chi huyền dặn 4 người lính sống ngay vào chánh điện. Vừa tới Phật đài, ông ra lệnh cho quân lính triệt hạ thánh tượng Quán Âm, đem ra phía ngoài chế dầu thiêu đốt. Trước hành động bạo ngược của vị quan địa phương, muôn người như một, không ai chẳng tức giận. Nhưng toàn thể Phật tử vẫn im lặng, vì lẽ chốn từ bi trang nghiêm thanh tịnh không thể gây ra sự đổ máu. Mà vị quan huyện cũng là người đứng đầu trong huyện. Sau khi thiêu hủy thánh tượng thì quan huyện bỏ ra về. Vài ngày sau, ông vào chiều tiếp kiến hoàng thượng, nhưng đi giữa đường thì tim ông đau nhức như bị người cầm dao đâm. Chi huyện tự hối hận, lập tức quay về, nhờ người bái thỉnh chư tăng đủ giới đức, rước về tự dinh, tụng kinh bái sám, mong tiêu tội ác. Có 3 vị tăng sau khi đến tự dinh thì một vị đứng ra cảnh giới cho chi huyền. Quan huyền nên biết Đức Quán Âm Bồ Tát là bậc đại từ đại bi, thương xót chúng sanh như con, tùy duyên hiện thân trong mười phương để cứu khổ chúng sanh. Thế thì ngài không nên vì một pho tượng bằng gỗ mà sanh lòng sân hận. Chúng tôi y cứ theo Phật lý mà xét thì đây là hiện báo của ngài, vì chư hộ pháp thiện thần muốn chỉ rõ báo ứng hiện tiền để cảnh báo ngài,
mà cũng là để làm gương cho thế nhân. Quan Huyền có tín tâm với Phật Pháp, rước chúng tôi đến tụng kinh bái sám. Việc ấy chúng tôi cũng sẵn sàng chí thành lễ bái cầu nguyện. Nhưng ác nghiệp của Ngài quá sâu, hiện báo đã thuần thục, chúng tôi e rằng khó quá khỏi. Quả nhiên, như lời vị cao tăng nói, chi huyện nằm trên giường bệnh, lăn lộn, kêu la, chỉ trong thời gian 3 ngày thì thần thức rời khỏi thân, theo ác nghiệp vào chúng minh ti, chịu khổ cực hình. Trích Âm Chất Văn Huyễn Giới Thiên. Câu chuyện sâu sâu. Cuối chiều nhà Minh, có người tên Trần Kinh Sơn, là một võ quan của triều đình, tánh tình vô cùng bạo tàn, ngày đêm thường cờ bạc. Trong nhà y có thờ thánh tượng Quan Âm, khi nào thắng bài thì về đến nhà thắp hương cúng dường lễ bái trước Phật đài, khi bị thua chút ít thì về đến nhà mắng chửi Bồ Tát. Một ngày nọ bị thua sạch, vừa về đến nhà hắn ta nổi giận, đem thánh tượng đại sĩ vứt trong nhà si. Lại hàng ngày dùng nắp bô đổ phân tiểu trên bài vị thờ thần. Niên hiệu Sùng Chính Nhà Minh năm thứ 17. Vào nửa đêm ngày 27 tháng 4, nhà láng giềng bị hỏa hoạn, đang đến nhà Kinh Sơn. Đang lúc ngon giấc, hắn giật mình thức dậy, cảm thấy hơi nóng nên chạy ra ngoài chốn lửa. Nhưng không biết ai xui khiến, hắn lại chạy trở vào nhà để chánh lửa. Khi đi vào nhà sĩ, nơi đã vứt bỏ thánh tượng Bồ Tát, hắn ngồi yên trong ngọn lửa, tự thiếu mình như con heo quay. Trích Dẫu Am Tỏa Ngư. Câu chuyện số 7. Triều nhà Minh, Từ Tú Tài Từ Thái Sanh là một người tài cao, đức hạnh vẹn toàn. Vì vậy mà từ thành thị đến thôn quê, ai cũng kính trọng ông. Con lớn của Từ Thiên Sinh tên Khôn, đứa con nhỏ tên Phật Xá Từ Thành Dân, tuổi vừa 20 mà đã là người xuất chúng, rất thông minh, lại trung thực chí hiếu. Tuy còn trẻ nhưng Thành Dân đã phát tâm thâm tín Phật Pháp, trì chay niệm Phật tụng kinh, lòng từ bi có thể nói cảm đến muôn loài, cho đến đối với loài thảo mộc côn trùng cũng không nhận tâm làm thương tổn. Vào đêm ngày 12 tháng 6 năm Quý Dậu, Thành Dân được một vị thiên vương ở cung trời Đao Lợi mời đến. Khi Thành Dân vừa đến bầu điện thiên vương thì Ngọc Hoàng tức khắc niềm nở nghinh tiếp. Sau khi an tọa, thiên vương cho biết vì công việc ở đệ ngũ điện trong Minh Phụ quá nhiều, chậm xin cung thỉnh ngài đến đó làm việc trong 100 ngày. Từ ấy về sau, mỗi đêm Thành Dân khi thì du hành các nơi dưới Minh Phụ, khi thì làm việc tại bốn điện. Nhưng vì mục kích những thâm cảnh trong chúng u minh, mà nghĩ đến chúng sanh trong chúng dương gian đang tạo ác nghiệp, lòng ngài càng đau đớn, muốn đem vật lý khai hóa nhưng chẳng biết làm sao vì âm dương cách trở. Ngài nghĩ bây giờ chỉ có cách là vận sức thần thông hiện thân ở những nơi đó, tùy cơ thuyết pháp cho mọi người nghe, để sanh tâm sợ hãi, bỏ giữ theo lành,
quy hướng về tam bảo. Thành dân thật thi theo ý định, nên mọi người đua nhau đến xem nghe, không chỗ chen chân. Trong thời gian thành dân hiện thân thuyết pháp, Ngài diễn tả cảnh trong chúng minh đồ vô cùng thê thảm, hình phạt của các tội nhân trong các địa ngục, nào là bị gông cùm, xiềng xích, kéo lưỡi châu cày, nấu tội nhân trong vạc dầu sôi, xay, giả, cưa, xẻ, leo núi đao, rừng kiếm, ôm cục đồng sôi, nằm giường sắc nóng, vân vân. Ai nghe thấy cũng phải rùng mình, nhắm mắt. Khi nghe tiếng gào thét của tội nhân, thì phải bịt tai lại không dám nghe. Những cảnh tượng ấy, có người thì dùng miệng để kể lại, có người thì dùng bút ghi chép lại những gì thành nhân thuật lại, thành một pho sách mô tả địa ngục, được chia ra làm 18 cảnh. Hình phạt phân ra đến muôn ức thứ. Chư Bồ Tát, chư Phật không lúc nào không hiện thân vào địa ngục để cứu khổ cho chúng sanh. Tuy nhiên, những tội nhân không có thiện căn từ đời trước, thì dù chư Phật phóng quang minh cũng không cứu giúp họ được. Dầu cho có đứng trước mặt thuyết pháp khai thị, các tội nhân đó vẫn hồn mê bất tỉnh. Duy chỉ có ngày 15 tháng 7 là ngày chư Phật hoan hỷ khắp trong trời đất, nơi nào cũng có lễ sám, đập chay đàn thi thực. Đến trong ngày này, đích thân Quán Thế Âm Bồ Tát phong lệnh tất cả tội nhân đi đến đạo tràng để thọ tài thế. Trích Ngoặc Diêm La Minh Phán Nhất. Câu chuyện số 8. Có một người sinh viên sống tại Cao Phòng ở Lâm Giang, tỉnh Giang Tây. Lúc mới lên 6-7 tuổi đã nổi tiếng là thần đồng, vì thông minh không ai bị kịp, lại kiêm đủ đức hiếu hạnh. Năm 14 tuổi, Cao Phồn vào trường quốc học, đến lúc trưởng thành thì đậu cao. Cha mẹ sau đó cưới vợ cho Cao Phồn. Người vợ là Phan Thị, tự Châu Thành. Cô gái này sắc đẹp không ai bì, nhưng tính tình lại hung dữ, chẳng ai sánh kịp. Đôi vợ chồng trẻ gần nhau chưa bao lâu thì trở thành như bà chủ đối với đầy tớ. Phan Thị lấn hiếp Cao Phồn đủ muôn ngàn cách, cha mẹ chồng không thể cấm ngăn, nên vạn bất đắc dĩ phải cho ra riêng. Cao Phồn không chịu nổi sự khổ nhọc hành hạ của Phan Thị, ngày càng gầy ốm, thân thể chẳng khác gì que củi. Mẫu thân Cao Phồn thấy thế buồn đau, ngày đêm biếng ăn bỏ ngủ. Vì Cao Phồn là con trai duy nhất, lại tài đức không ai sánh bằng. Một đêm nọ, bà mộng thấy một ông già đến bảo rằng: con dâu của nhà ngươi là nghiệp chướng từ đời trước, Phan Thị ngày trước là con chuột trường sanh của hòa thượng Tịnh Nghiệp, còn con của ngươi đời trước là một vị sĩ tử đại tài. Một hôm nọ, người ấy tình cờ đến chùa và giết chết chuột trường sanh, nên đời này ác báo ấy phải tự thọ, không thể dùng nhân lực chuyển hóa được. Chỉ có cách sớm chiều phải chí thành chỉ tụng thánh hiệu Quan Âm, cùng chỉ tụng kinh Phổ Môn, cùng chú Bạch Y 108 biến, thì chắc chắn sẽ có hiệu quả. Khi vừa thức dậy, bà đem việc ấy thuật lại với phụ thân Cao Phồn. Hai ông bà vẫn theo lời dạy của ông già trong mộng, chỉ tụng kinh hơn 2 tháng,
nhưng tấn tầng bào của Phần Thị vẫn như xưa, lại còn thêm lăng hoàng hơn trước. Một ngày nọ, có một vị hòa thượng đến địa phương của gia đình họ Cao để tuyên dương Phật Pháp. Mọi người đua nhau đi nghe, sâu đến cả ngàn người. Phàn Thị lúc ấy cùng đến nghe. Sau khi hòa thượng giảng thuyết Phật lý xong, Ngài bước xuống pháp tòa, bảo người mang cho Ngài một chén tình thủy. Sau đó, Ngài bước đến trước mặt Phàn Thị, trịnh trọng nói rằng: "Con không nên sân hận mãi, vì đời trước cũng chẳng phải là hư giả, đời này cũng chẳng phải chân thật. Cháu ơi, chuột hãy chạy cho mau, đừng để mèo nó tìm được thì khốn." Dứt lời, Ngài liên tiếp hốc nước phun vào mặt Phàn Thị, khiến mặt mày và y phục của Phàn Thị đều ướt đẫm. Hàng thanh chúng thấy thế đều kinh ngạc, vì họ nghĩ thế nào hòa thượng cũng bị Phàn Thị chửi mắng một trận. Nhưng trái lại, cô ta lau mặt rồi kính cận cúi đầu chào rồi đi ra về. Vị hòa thượng này sau khi phun nước rồi cũng bỏ đi. Phàn Thị từ đó về sau bỗng ăn năn lỗi lầm ngày trước, lại phát tâm tin Phật Pháp, trì chay, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, vân vân, và sau đó trở thành một người phụ nữ khác, xứng đáng là bậc Vân Hiền Dâu Thảo. Trích Liêu Trai Chí Dị. Câu chuyện số 9. Triều nhà Thanh, Huỳnh Bá Lân ở Nguy Khương rời gia đình đến Dương Châu đã nhiều năm. Bá Lân là một Phật tử kính tính Tam Bảo. Trong nhà, ông thờ Quán Âm Bồ Tát rất thành kính. Hàng ngày, ông đều xưng tụng, lễ bái, cúng dường và trì tụng kinh chú. Mùa hạ năm Ất Dậu, trong xứ nội loạn, binh sĩ kêu đến thành Dương Châu đánh phá dữ dội. Dân chúng sợ hãi chạy trốn khắp nơi. Bá Lân lo sợ đến trước Thánh Tượng Đại Sĩ, lễ bái cầu đạo, mong Ngài cứu hộ. Đêm ấy, ông nằm mộng thấy Đại Sĩ báo rằng: "Nhà của ngươi tất cả 17 người, 16 người kia đều có thể khỏi nạn, chỉ một mình ngươi vì định nghiệp không thể trung tranh." Bá Lân giật mình tỉnh giấc, trong tâm rất lo sợ, lại đến trước Phật đài lễ bái cầu đạo. Sau đó ông trở về phòng, vừa nhắm mắt thì lại thấy Bồ Tát đến bảo rằng: "Đời trước ngươi chém Vương Ma Tử 26 nhát dao, nên đời này phải đền trả. Ngươi nên bảo tất cả gia đình và gia nhân chạy ra phía đông mà lánh nạn, chỉ mình ngươi nên ở giữa nhà mà chờ đợi, đừng để liên lụy đến người nhà." Phật tử Bá Lân thâm tính vâng lời Bồ Tát dạy. Quả thật năm ngày sau thì binh sĩ kêu đến nhà. Bá Lân vui vẻ nghênh tiếp và hỏi rằng: "Trong số các vị ở đây thì vị nào là Vương Ma Tử, xin cho tôi biết. Vì tôi thiếu nợ Vương Ma Tử 26 nhát dao, nên giờ đây tôi sẵn sàng trả nợ, xin cứ giết tôi." Trong số binh sĩ đến, quả thật có người tên Vương Ma Tử. Người ấy lấy làm kinh sợ hỏi rằng: "Vì sao ông biết tên họ tôi?" Bá Lân bèn đem việc trong mộng thuật lại. Vương Ma Tử nghe xong than rằng: "Đời trước ông chém tôi 26 nhát dao, nên đời này
tôi tìm ông để trả thù. Nhưng đời này nếu tôi giết ông thì cũng không tránh khỏi đời sau ông sẽ tìm tôi để trả thù lại. Thế là trả vay với trả, biết khi nào mới dứt nợ. Dứt lời, Vương Ma Tử dùng sống dao chém nhẹ trên thân Phật tử Bá Lâm 26 nhát. Đoạn nói rằng: thế là chúng ta không còn oán thù gì nữa, vì người mắc nợ và người trả nợ đã thanh toán xong. Phật tử Đường Nghi Chi bình luận: khi tôi chép chuyện ngắn trên, tự thấy có ba tham ý. Thứ nhất là đức đại từ đại bi của Quan Âm Bồ Tát, có năng lực hồi chuyển định nghiệp của chúng sanh. Thứ hai là nghiệp nhân đã gieo từ đời trước thì đến đời này thuần thục, khó mong mà thoát khỏi. Thứ ba là những quả báo đã lên thọ trong đời hiện tại này đều do nghiệp nhân của kiếp trước, nên phải vui vẻ sẵn sàng mà lên thọ, không nên oán trời trách người, cũng không cần trốn tránh chi cho cực khổ. Trích Đường Nghi Chi ký cầu thơ. Câu chuyện số 10. Chiều nhà Thanh, đứa con gái của Phật tử Lâm Tự Khiết ở Hàng Châu, một hôm bỗng mắc chứng bệnh rất kỳ lạ, miệng cứ lẩm bẩm. Khiết càng hỏi thì đứa con gái đáp rằng: ta họ Nghe, tên Thoại Lâm, người ở Dương Châu, có 50 mộ đất bị mày chiếm đoạt. Đời trước đứa con gái này là con người họ Lưu, làm sao thẩm xác có nhận của ta một số bạc lớn để xử vụ kiện ấy, nhưng đã không xử, lại còn giết ta chết trong ngục. Từ ấy đã 60 năm ta bị hàm oan, nên tìm cách đòi mạng, nhưng vì không có dịp nên đến hôm nay ta đến đây đòi mạng vậy thôi. Thế rồi trong miệng cô gái đó cứ lâm râm chuyện mình đến địa phủ và thuật lại những việc ở chúng Minh Tê. Tụ Khiết thấy vậy hết sức buồn rầu, nhưng không biết làm sao giải quyết. Sau đó ông bảo con gái mình đến trước thánh tượng Quan Âm Bồ Tát để bái cầu đạo và phát nguyện mỗi người sẽ niệm thánh hiệu của ngài 3000 biến để nhờ Bồ Tát giải trừ oan nghiệp. Cô gái ấy một hôm nồng mộng thấy Minh Dịch, tức là lính dưới âm phủ, cho biết rõ thời gian xử án. Quả nhiên đến thời hạn thì bị đưa đến Minh Phủ. Cô gái ấy nghe thấy người tổ cáo mình ăn hối lộ và giết hại mạng của ông ta, nên cô cực lực cải chính rằng người họ Nghi chết không phải do mình giết. Phán quan bảo rằng tội giết sinh mạng thì không thật, nhưng tội lãnh thọ tiền tài thì thật có, vì thế ngươi cần phải đền tội. Tuy nhiên việc ấy phải đợi Diêm Vương để thăm điện phán xử. Trải qua 3 ngày, cô gái ấy lại bị bắt đến để thăm điện để thẩm vấn. Đối diện trước Diêm Vương, cô vô cùng sợ hãi khóc lóc cầu xin tha tội. Diêm Vương phán: tội của ngươi tạo thì phải lãnh thọ, không thể dung tha, nhưng ta niệm tình ngươi có tâm sám hối và trì niệm thánh hiệu đại sĩ, vậy ta tha cho ngươi. Khi trở về dương thế thì phải gắng làm lành, đánh giữ, giữ tâm thâm tín tâm bảo đừng sao lãng, phải niệm Phật, lễ sám, tụng kinh, tinh tấn hơn trước,
thì sẽ hưởng thọ cao niên. Dứt lời, Diêm Vương truyền lệnh hai quỷ đưa cô gái ấy hồi dương. Phật tử Lục Kỳ bình luận: xét kỹ thì thấy cô gái họ Lăng bị bệnh từ năm Quý Tỵ. Nếu so với thời điểm của câu chuyện xảy ra thì đúng là 60 năm. Khi vị quan huyện cho người đi kiểm tra thì đúng là có người tên Ân Lăng, người ở Triều Dương, huyện Bảo Khánh, tỉnh Hậu Quảng. Vào niên hiệu vạn lịch nhà Thanh, năm thứ 8 vào năm Canh Thìn, thi đậu tiến sĩ. Sau khi thi đậu thì nhậm chức chi huyện ở Côn Sơn. Qua năm Bính Tuất, ông đi thẩm tra ở tỉnh Tứ Xuyên. Đến năm Mậu Tý thì làm quan Tuần Viên, coi các sở muối ở xứ Tường Lô. Đến năm Kỷ Sửu, ông làm quan Tuần Án ở Hoài Dương. Thế là trước kia trong niên hiệu vạn lịch nhà Thanh năm Kỷ Sửu, Ân Lăng đã làm quan Tuần Án. Cho đến bây giờ là năm Quý Tỵ thì đổ thai làm thân nữ. Khi bị quỷ bắt đến Miên Tây thì tổng cộng thời gian từ đó đến nay là 65 năm. Đến năm Ất Mùi là 67 năm. Mọi sự chuyển biến như vậy thật đáng ghê sợ. Tôi mong tất cả mọi người nói chung và chẳng hạn Phật tử nói riêng, khi xem tích này nên sinh tâm chán ngán kiếp luân hồi của chúng sanh trong lục thú, mau tìm đường giải thoát. Nhưng muốn giải thoát thì không phải là chuyện nhỏ, cục yếu nên vâng lời Phật dạy, nhất tâm niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ấy là thượng sách, không có phương cách gì tốt hơn. Trích Minh Báo Lục. Câu chuyện số 11. Chùa Linh Chi, xứ Tây Hồ là thắng cảnh duy nhất ở Ngô Việt. Vì thế khách thập phương đi hành hương cũng như ngoạn cảnh, đông đúc, tấp nập vô cùng. Nơi ấy có thờ một thánh tượng Quan Âm bằng gỗ cao 7 mét, tướng hảo đoan nghiêm, từ xưa đến nay rất là linh ứng. Tương truyền pho thánh tượng ấy là do một vị tăng đi hành khất quyên góp mà tạc thành. Sau khi thánh tượng tạc xong thì thầy đi nơi khác. Trải qua nhiều đời, ngôi bảo điện thờ Bồ Tát theo thời gian cũng bị sụp đổ. Sau đó nền của điện lại bị một người tên là Tiêu Tú Tài ở Hàng Châu đến chiếm cứ. Vị Tú Tài này là người không tin Phật Pháp nên chiếm nền điện xây cất thư xá. Đã hơn 10 năm mà thầy trụ trì trong chùa không đủ năng lực để kiến tạo ngôi bảo điện trở lại, nên tạm đem thánh tượng Bồ Tát đặt dưới chân pho tượng tạm thánh trong chánh điện. Một Phật tử từng kể lại: tôi trước kia có đến ở chùa này một thời gian, mỗi khi vào chánh điện thi lễ nhìn thấy thánh tượng Quan Âm không nơi thờ cúng, lòng hết sức buồn người, nên bàn thảo với thầy trụ trì tìm phương cách để kiến tạo lại bảo điện. Thầy vui vẻ đồng ý, nên tôi liền tự tay viết lá đơn nói rõ nguyên do xin quyên góp để kiến tạo ngôi bảo điện. Viết đơn xong thì trước khi thầy trụ trì đi quyên góp phải đem đến cho vị Tú Tài ấy xem để thực chứng, vì Tiêu Tú Tài là người quyền thế trong địa phương. Nhưng họ Tiêu từ chối vì lý do ứng thí khoa cử nhân chưa ổn định. Vậy là sự kiến tạo bảo điện Bồ Tát bất thành. Vài ngày sau, trên bảng nêu tên các thí sinh trúng tuyển, không thấy có tên vị Tú Tài đó, mà còn mắc phải chứng bệnh
lạc huyết rất nặng. Một hôm, quản công từ Khá Thành từ hội khi đến thăm, tôi mời ở lại dùng cơm tối và nghỉ ngơi, thì công tử kể lại một giấc mộng rằng năm xưa người ấy từng nghỉ trọ tại thư xá của họ Tiêu. Đêm nằm mộng thấy một thần nhân từ không trung giáng hạ, bảo phải đi ngay tức khắc, nếu không sáng ngày hôm sau sẽ có đại họa. Khi thức giấc, ông cảm thấy rất bàng hoàng về giấc mộng nên quyết định ra đi. Sau khi người ấy rời khỏi thư xá thì có một người từ phong trần đến nghỉ trọ, nửa đêm không bệnh mà bị bạo tử. Thế là đại họa ấy họ Tiêu phải mang. Trích Quái Viên Chí Dị. Câu chuyện số 12. Chùa Phổ Môn ở tại Linh Sơn có một vị cao tăng, giới luật tinh nghiêm, tu hành dũng mạnh. Đồ chúng của ngài rất đông, trong đó có 8 vị tăng. Các thầy thường đến nhà của quý Phật tử gần chùa, lập đạo tràng phổ độ vong nhân. Mỗi khi làm lễ cầu siêu, các vị ấy từ tiện đem 30 quyển Bát Nhã Tâm Kinh thiêu hóa thành cho, tặng cho theo gió bay tặng mát tứ phương. Trong 8 vị tăng nói trên, có một vị Tiểu Đầu Đà tự biết việc làm ấy không đúng nhưng chẳng dám nói ra. Một đêm nọ, Tiểu Đầu Đà mộng thấy mình bị bắt đến Diêm Phủ. Khi vừa đến, chú nhìn thấy một vị vương giả ngự trên tòa cao trong ngôi bảo điện. 7 vị tăng trong chùa đều hiện diện và quỳ phía trước. Diễm Vương hỏi: tại sao mấy thầy dám cả gan đem Bát Nhã Tâm Kinh ra thiêu đốt trong lễ cầu siêu? Hiện tại các chữ kinh còn rõ ràng bị vứt bỏ trên các nẻo đường, người đi dẫm đạp làm như thánh kinh, không tội nào lớn hơn tội này. 7 vị tăng ấy đều nhận tội. Diễm Vương lại hỏi Tiểu Đầu Đà rằng: tại sao thầy thấy mà không chịu cản ngăn? Thầy thưa: tôi mới vào chùa, không dám chê ý sư phụ, sư huynh. Diễm Vương nói: chậm tha thứ cho thầy, nhưng khi về dương thế phải bạch với trưởng lão, từ nay về sau phải trực để ngăn cản đội chúng. Đối với kinh điển phải hết lòng kính trọng, không nên khinh nhờn. Diễm Vương lại phán: việc đốt kinh Bát Nhã trong các lễ cầu siêu chỉ có các vị thánh tăng giới hạnh cao thì mới làm được, do vì cho đó sẽ bay lên thượng giới. Trái lại, các phàm tăng giới hạnh không toàn, khi tiêu hóa một tờ kinh, giấy cho rơi xuống đất, chẳng những hoàn toàn không có công đức, lại tự mình tạo tội ác muôn ngàn. Thôi, thầy mau trở lại dương thế đi, đem lời chậm nói để phổ biến trong hàng tăng tục ở 10 phương, tụng Bát Nhã Tâm Kinh in trong các kinh thì được, còn việc thiêu hóa để cầu siêu thì không nên làm. Tiểu Đầu Đà khi thức dậy thì đem việc này bạch với trưởng lão. Không bao lâu thì có 4 vị tăng bị tử nạn do bức tường đè chết, 2 vị tăng khác thì bị chết đuối dưới sông, vị tăng còn lại chết vì bị quỷ mi đè. Tiểu Đầu Đà thấy mọi sự ứng hiện như lời Diễm Vương nói, từ đấy quyết tu hành tinh tấn hơn xưa, về sau chứng ngộ đạo quả. Trích Tích Tự Toàn Biên. Câu chuyện số 13. Chiều nhà Thanh có người sinh viên tên Kim Hoàng.
ở huyện Tịnh Chất Giang, tánh tình hiền hậu và chi hiếu. Vào niên hiệu Khang Hy năm thứ 6, ngày 21 tháng 7, Hoàng nằm mộng thấy tường y tiên nhân đến bao rằng: ngươi có tốt nghiệp nên ngày này năm sau sẽ bị thiên lôi đánh. Hoàng giật mình thức dậy, nhớ lại lời của tiên ông dạy, vô cùng lo sợ. Nhưng do Hoàng là đứa con sống trong gia đình Phật tử, kính tính ngôi Tam Bảo, hiểu rõ lý nhân quả, nên hàng ngày đến trước Phật đài cầu xin sám hối tội lỗi, tiêu trừ nghiệp chướng. Ngoài giờ lễ sám tụng kinh thì cầu Bồ Tát gia hộ. Năm sau vào ngày nói trên, đúng lúc bầu trời quang đãng, Hoàng bỗng thấy không trung mây đen bủa khắp tối tăm, tự biết không thể nào tránh khỏi túc nghiệp như lời tiên ông đã nói. Việc trả quả Hoàng vui lòng, nhưng điều Hoàng hết sức nói buồn là còn mẹ già ở lại không người phụng dưỡng. Dù anh chị em có đông, nhưng những người ấy không lo được cho mẹ. Hoàng vội đến dưới ngôi phù đồ ở núi Vân Búc, quỳ trước hậu tháp, chắp tay thành kính xưng niệm thánh hiệu Quan Âm. Bỗng một trận cuồng phong bão nổi dậy, sấm sét đùng đùng vang trời. Lúc ấy tất cả gia nhân đều hốt hoảng khóc than, vì họ tin rằng thế nào Hoàng cũng sẽ chết dưới lưỡi tầm sát của thiên lôi. Nhưng trận mưa giông vừa chấm dứt thì cánh trời trở lại quang đãng. Mọi người kéo nhau đến ngôi phù đồ thì thấy Kim Hoàng vẫn chắp tay ngồi thẳng như nhập thiền định. Mọi người mừng rỡ muôn phần, đỡ Hoàng đứng dậy đưa về nhà. Hoàng lúc ấy kể lại: lúc tôi đến quỳ trước bộ tháp thì chuyên niệm thánh hiệu Quan Âm, tôi cảm thấy an ổn như ngủ và thấy Quan Âm đại sĩ cầm nhành dương liệu rưới nước cam lồ trên thân. Ngài lại cầm chiếc gương báu chiếu vào thân tôi rồi bỏ đi. Khi ấy tôi như người trong giấc mộng thức dậy. Từ đấy thân mẫu Kim Hoàng cùng với tất cả gia nhân tính tâm với Phật pháp càng mãnh liệt, nhất là với Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, lòng tin càng triệt để. Mỗi ngày hai thời việc tụng niệm không biến trễ, và chuyên lễ bái cúng dường đại sĩ để ghi nhớ thâm ân hồi sanh cứu tử cho Kim Hoàng. Trích Hồ Duy Tập Ký. Câu chuyện số 14. Chiều nhà Thanh, niên hiệu Khang Hy, vào năm thứ 11 đầu năm Nhâm Tý, có một toán binh sĩ đông đến cả ngàn người đi trên các chiếc thuyền đến đậu tại Phú Đà. Họ ghé vào bảo điện thờ Quán Âm đại sĩ. Dù nơi đây là chốn thanh tịnh trang nghiêm, nhưng các binh sĩ đó không một chút kiêng dè, mang cả giày dép đi vào trong bảo điện như đang đi ngoài đường, lại còn nói cười ca hát tự do như ở chốn đồng hoang. Lúc họ vào thì bình yên vô sự, nhưng khi trở ra thì bỗng có độc xà gần 10 thước xuất hiện ngay cửa, há miệng hà hơi độc và bắn những chiếc lông nhọn trên mình vào đám đinh ấy. Cả bọn hái hùng kêu la tìm đường chạy trốn, nhưng lúc ấy tình thế lại càng nguy hiểm hơn, vì có một đàn chó khổng lồ từ đâu không biết nhảy ra bao vây đám binh sĩ. Đám binh sĩ lúc này
không có phương nào chạy trốn. Bị bầy chó dữ lao đến, cắn xé như chó săn gặp thú rừng. Bọn chúng lớp chết, lớp bị thương rất nhiều. Dân chúng đương thời cho rằng đó là do hộ pháp cảnh cáo bọn quân nhân vô đạo. Trích Phổ Đà Sơn Chi. Câu chuyện số 15. Tại Thạch Bồ Trầm ở Giang Tô, tỉnh Côn Sơn, có một điện đường thờ Quán Âm Đại Sĩ. Nơi đây phong cảnh rất tịch mịch và thanh lương. Vào niên hiệu Khang Hy, năm đầu nhà Thanh, có vài người trong làng mang thỏ vào điện đường làm thịt để nhậu. Sau khi giết thỏ, chuẩn bị đem chiên xào thì không có dầu. Lúc ấy, một người chỉ lên chiếc đèn lô ly dầu phòng đang thắp trên bàn thờ Phật, rồi tự tiện lên lấy đổ dầu vào chảo để xào thịt thỏ. Sau khi ăn nhậu xong thì đôi mắt bọn chúng bỗng nhiên bị mù, muốn đi vài bước cũng không được. Những người quen biết liền đến nhà báo tin cho gia đình biết vợ con đến dẫn về, thì chỉ trong vài ngày sau thì chết. Trích Âm Chất Văn giảng nghĩa. Câu chuyện số 16. Nhược Âm Lục Sư ở chùa Bạch Tước, xứ Triều Châu. Hòa thượng phát nguyện kiến tạo lại ngôi bổ điện để thờ Quán Âm Bồ Tát. Nhưng lúc chưa hoàn thành ngôi bổ điện thì tài chánh đã hết, nên không thể xây thêm bốn bên hành lang. Lúc bấy giờ, có người Phật tử họ Phan nghe tin, vội mang đến 20 lượng vàng cúng dường để hoàn thành công việc này. Nhưng lúc ấy, do tăng chúng trong chùa rất đông, không có chỗ để ăn uống, nên hòa thượng bèn đem số vàng ấy cất một dãy nhà vệ sinh. Về sau, Phật tử họ Phan đến hỏi thì ngài đáp: "Tôi đã đem số vàng ấy làm việc công đức khác cần thiết hơn, nên việc xây thềm tam cấp xung quanh bảo điện chưa làm được. Tôi định sẽ tìm số tiền khác để hoàn thành bổ nguyện của thí chủ." Phật tử họ Phan vừa nghe xong thì trong lòng không được vui. Ông không nói một lời, lặng lẽ bỏ đi. Không bao lâu thì hòa thượng lâm bệnh qua đời, nên việc hoàn thành bổ điện bị bỏ dở. Sau một thời gian, tự dưng chú sai trong chùa bỗng mắc bệnh điên, hung hăng đập phá trong chùa, nên người chủ trì buộc phải cho chú trong một biệt thất. Vài giờ sau đã thấy Sa Di đi ra. Thấy vậy, các thầy hỏi: "Ai mở chối cho ông?" Chú liền đáp: "Nhược Âm hòa thượng mở chối cho tôi chứ ai. Mọi người đều nói rằng chú nói láo." Thì ngay lúc ấy thì vị lục sư quốc cố liền nhập vào thượng Sa Di, nói rằng: "Mấy ông đừng nói tiểu Sa Di nói láo, sự thật chính tôi đã mở dây cho nó. Nhân tiện đây, tôi cũng xin thú nhận đã dùng tiền của một thí chủ cúng dường xây thềm đá ở đại điện Quán Âm để xây nhà vệ sinh, nên từ ngày tôi xả báo thân, chẳng những không được siêu sanh Phật quốc mà còn bị đọa xuống Minh Phủ, bị Diêm Vương cực lực quở trách, lại phán quỷ tốt ngày ngày lấy đá đè lên thân. Sự đau khổ ấy tôi không thể dùng lời tả xiết. Vậy tôi mong tất cả đội chúng nghĩa tình sư đầy mau mau quyên góp tiền mua đá rửa thật sạch
mướn người xây tâm khắp để công việc bưu điện được hoàn thành. Hàng ngày xin huynh đệ vân tập lên chánh điện, chí thành trì tụng phỏng vọng Bồ Tát Giới Kinh thì chắc tôi sẽ được thoát khổ. Trong chúng có một vị cao tuổi đứng ra hỏi: Kính bạch sư tôn, vì sao tôn sư lại dựa vào chú sa di này? Cổ hòa thượng đáp: May mắn cho tôi, vì trên đỉnh đầu của sa di này không có quang minh, nên tôi mới mượn được thể xác của nó để truyền tin. Dứt lời thì cố hòa thượng trong xác sa di buồn khóc nghẹn ngào. Đoạn nói tiếp: Các vị có biết không, nếu tôi không mượn xác của sa di nhỏ này thì chắc thọ khổ không biết lúc nào mới ra khỏi. Đội chúng biết thầy mình bị đọa nên nhiều vị thương cảm, ngã xuống đất khóc mà nói không ra lời. Sau đó tất cả cùng nhau lo xây tam cấp để ngôi bộ điện được hoàn thành. Trải qua hơn một tháng thì Nhật Am Lục Sư xuất hồn mà đi. Bây giờ tiểu sa di trở lại tình trạng thanh tịnh như trước. Trích Hệ Quả Tùy Lục. Câu chuyện số 17. Phật tử Chí Ông là một người cự phú ở Tô Châu. Tuy sống trong gia cảnh giàu sang sung sướng, nhưng với tiền bạc ông lại xem thường như đất đá. Ông chỉ ưa thích việc làm chồng đạo nghĩa, nhất là hành bố thí. Trên 40 tuổi, ông mới sinh được một đứa con trai, đặt tên trẻ ấy là Hoàng. Một hôm, ông mang 300 lượng vàng đến chùa Hoa Nghiêm, xứ Hậu Khâu, để trùng tu đại điện thờ Quan Âm Bồ Tát. Khi vừa đến chùa, Chí Ông bỗng nghe tiếng khóc than bên hồ Kiến Trì. Ông vội chỉ đến xem thì thấy không ai xa lạ, chính là người họ Quế, bằng đồng học của ông lúc nhỏ. Chí Ông gần hỏi lý do và biết được người ấy vì mắc nợ quá nhiều, bị chú nợ bức bách nên định đến hồ này kết liễu cuộc đời. Chí Ông vào chùa, mở lấy 300 lượng vàng trao cho họ Quế. Họ Quế cúi đầu cảm động, bèn đến trước tượng đại sĩ phát thệ rằng: Cầu xin Bồ Tát chứng minh gia hộ cho con, mang thâm ân của chi quân cứu tử hồi sanh. Nếu đời này không thể đền đáp, nguyện sanh làm chó ngựa, trở lại trả nợ cho ngài. Chí Ông an ủi: Anh cứ yên tâm, đem số tiền này về lập nghiệp sinh sống. Chúng ta là bạn từ thổ bé nên việc trở lại khi nào cũng được, xin anh đừng bận lòng. Chí Ông sau đó trở về nhà, mang đến đủ số vàng như trước trở lại chùa, cầu xin chủ trì trong chùa lo việc trùng tứ bộ điện Quan Âm cho mãn nguyện. Chí Ông lại đem khu vườn trồng táo độ 2-3 mẫu biểu cho họ Quế để lập gia nghiệp. Năm đó nhà họ Quế sinh một con gái nên đức hẹn sẽ kết thông gia. Không bao lâu, trong lúc dọn vườn ở gốc cây táo, họ Quế đạo được lưu vàng trên 1000 lượng do phụ thân của chư ông đã chôn. Nhờ duyên mấy này mà họ Quế dần trở thành triệu phú, xây cất nhà ngang dãy dọc, tậu ruộng vườn rất nhiều. Trái lại, gia đình chư ông ngày càng sa sút, hai ông bà lại lần lượt tạ thế.
nên bây giờ đứa con trai tên Hoàng trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Họ Quế nghe vợ là Tôn Thị thuật rõ tình cảnh hiện tại của Hoàng, nên ông ta sợ đến đòi món nợ ngày trước, bèn toan tính việc phản bội lời đến ước với chị ông trước đây. Ông ta dời cả gia đình đến Hội Kê lập gia nghiệp khác. Ngôi nhà đồ sộ đang ở thì sang lại cho người khác. Hoàng nghe nói họ Quế dọn đến Hội Kê nên nghĩ thế nào họ cũng nghĩ lại nghĩa xưa với cha mình, nên đến Hội Kê tìm nhà họ Quế. Bất hạnh cho đứa trẻ ngây thơ, khi vừa đến nhà gặp họ Quế thì Quế giả như người tai điếc mắt ngơ, không biết đến tên. Hoàng quá ngây thơ, không biết được lòng người điên đảo, nên đem sự thật hoàn cảnh của mình tỏ bày với Quế. Quế vẫn lắc đầu làm ngơ, đáp: "Tôi không biết sự việc này." Hoàng nhắc lại việc mượn 300 lạng vàng của cha mình. Bây giờ Quế lại giở trò tàn nhẫn bảo: "Ghi mau ra khỏi nhà này, đừng nhiều lời đôi thôi, nếu không ta sẽ gọi nhà phụ trách đến trừng trị." Vì món nợ ấy không có một tờ giấy làm chứng, nên Hoàng vừa nghe những lời bạc ân của họ Quế thì cúi đầu nuốt lệ, ngậm hờn mà ra đi. Qua năm sau, họ Quế lại vào kinh đô, toàn tính chuyện làm ăn lớn, hợp tác với người, nhưng người gian ác, tất gặp kẻ ác gian. Quế mua phố lầu làm ăn được thời gian ngắn, thì bị người lừa gạt, tài sản hao hơn phân nửa. Sau đó lại bị chiếm đoạt luôn nhà phố. Bây giờ Quế ở kinh đô như lữ khách không nơi nương tựa. Một đêm nọ, trong lúc nghỉ trọ ở nhà người, suốt đêm trằn trọc không ngủ được. Khi vừa thiêu thiêu ngủ thì thấy mình đi đến một ngôi nhà đồ sộ, cửa nẻo đóng kín, chỉ có một lỗ trống bên cạnh. Quế dùng hai tay chống xuống đất chui vào thì thấy ở trên nhà đèn lớn sáng trưng, có một lão ông ngự nơi bàn án. Quế nhìn kỹ thì chính là chi ông. Quế vô cùng hổ thẹn, muốn đưa tay lên vẫy chào, nhưng hai tay bị dính chặt dưới đất không thể giơ lên. Quế bò ra vườn sau thì thấy vợ mình và hai con đều hiện diện ở đó. Nhìn kỹ thì tất cả đều là hình dáng chó chứ không phải là người. Ngó lại bóng mình cũng đã hóa thành chó. Quế quá kinh hãi nên hỏi nguyên do. Ông thì nói ông không còn nhớ lời thề ở trước Quán Âm đại sĩ hay sao? Bây giờ còn hỏi lại làm chi? Quế giật mình thức dậy thì biết đó là giấc mộng, bèn vội vã sắp xếp hành trang trở về Hội Kê. Vừa về đến nhà thì nhìn thấy trong nhà có hai chiếc quách, trên bàn có bài vị của hai đứa con mình. Quế hãi hùng bước vào trong thì thấy vợ cũng đang bị bệnh nguy ngập sắp tắt hơi. Quế đứng bên cạnh gọi lớn thì vợ ông bỗng mở mắt, nhưng lạ lùng là người vợ của Quế cất giọng hỏi ông bằng giọng của đứa con trai lớn: "Tại sao hôm nay cha mới về, quá chậm trễ như vậy? Gia đình ta phụ ơn bộ nghĩa nhà họ Chí, nên Minh Vương căn cứ vào lời thề của cha ngày trước phạt ba người là mẹ
và anh em chúng con. Đến sáng ngày mai sẽ đến nhà họ Chí đầu thai làm chó. Trong ba con chó đó có hai con đực, chính là anh em chúng con. Còn chó cái trên lưng có bốn, chính là mẫu thân. Riêng phần cha, đến tháng 8 mùa thu năm nay cũng sẽ làm chó nhà họ Chí để trả lại lời thề trước. Chỉ có em gái của con thì được khỏi nạn ấy mà thôi. Vì trên thiên đình cũng như âm phủ đều đã định nó cùng với đứa con trai nhà họ Chí làm vợ chồng. Đứa con trai nó mới lựa ấy xong thì thần thức rời khỏi thân xác. Quế nghe những lời nói vừa rồi thì hoàn toàn ứng hợp với giấc mộng, nhưng cố gắng không nghĩ đến để lo việc tấn liệm thi hài của vợ và chôn cất hai con. Họa vô đơn chí, nhà quế lúc ấy đột nhiên bị hỏa hoạn nên tử thi của vợ và hai con đều cháy rồi. Bây giờ họ Quế cùng với đứa con gái ngây thơ không một nơi nương tựa, dắt nhau đến Tô Châu hỏi thăm tin tức con trai họ Chi, thì được biết Hoàng đã thi đậu cao và được triều đình tuyển dụng làm thượng thư bộ lễ. Chàng cũng đã cưới con gái của Quan Bố Chánh làm vợ. Cha con cụ Quế vừa tới trước tư dinh của thượng thư thì người gác cửa không cho vào. Ông ta thẹn thùng ân hận muôn phần, hai ba phen khẩn thiết xin vào ý kiến quan thượng thư, nên người gác cửa bèn vào bấm lại. Thượng thư họ Chí liền cho mời vào ngay tức khắc. Khi cha con ông vừa vào thì ba con chó đột nhiên cũng từ lỗ vách chạy ra quanh quẩn bên chân cha con họ Quế và kêu la rất buồn thảm. Họ Quế nhìn kỹ trên lưng con chó cái thì quả nhiên có cái bướu. Lòng ông đau như cắt, đứng trước quan thượng thư tuôn trào nước mắt lễ bái và thuật lại hết nguyên do. Cuối cùng ông nói: hiện giờ gia sản tan tành, cha con tôi không nơi nương tựa, vạn bất đắc dĩ phải đến đây. Xin quan lớn nhận đứa con gái này làm tỳ nữ cho phu nhân. Tôi cũng xin được vào hàng nô bộc của quan lớn, nguyện trọn đời đem sức lực của mình hầu hạ cho ngài. Chỉ ước mong sao cho khỏi báo thân làm chó là mãn nguyện rồi. Thượng thư họ Chí nghe qua thì vô cùng xúc động, mắt ngấn lệ, rồi an ủi cha con họ Quế rằng: bác và tiểu thư cứ an tâm ở nơi đây, tôi sẽ cung phụng đầy đủ. Đêm ấy họ Quế nằm mộng thấy vợ con mình đến cung kính tạ ơn, nói rằng: may mắn là Lan Quân đã biết ăn năn tội lỗi nên song thân của quan thượng thư họ Chí đã vì Lan Quân mà xin cho chàng khỏi thọ thân làm chó, mà mẹ con tôi cũng được thoát thân súc sanh đê tiện này rồi. Quả nhiên đến sáng ông nghe tin ba con chó đêm vừa rồi đều chết, cha con họ Quế ở lại tư dinh của quan thượng thư trải qua hơn một năm thì Quế không hề bệnh hoạn chi và thoát khỏi hẳn quả báo súc sanh. Chích Tự Cầu Tập.